Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Đây là clip mình sẽ chơi từ game Ixion này. Mình cũng không biết là mình phát âm có chuẩn hay không, nhưng mà nó là cái bản Việt hóa. Nó là mình sẽ vận hành một cái trạm vũ trụ, và trong cái hành trình nguy hiểm đó thì mình sẽ kiểu giống kiểu xây một ngôi nhà mới cho nhân loại, xây một cái cơ sở hạ tầng, dân số các kiểu bla bla. Nó cũng là một cái tựa game xây dựng thôi. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ xem cái đoạn cốt truyện của nó nhá, sau bắt đầu vào trải nghiệm luôn nhá. Cái bản Việt hóa này thì nó không phải là 100% đâu, nên là anh em nhìn có vẻ nó sẽ có đoạn có dấu, đoạn không. Ui, nhìn chất lượng nhỉ. Mặc dù nó là một cái tựa game không phải là thiên về đồ họa qua ảo ma Canada, nhưng mà nó có đoạn câu chuyện chất lượng ấy. Có lẽ chúng ta sẽ lên đây. Đây rồi, mình đã nhìn thấy được cái trạm vũ trụ rồi. Có lẽ là đây sẽ là cái trạm vũ trụ mà mình sẽ xây dựng cái cơ sở hạ tầng ở đây nhỉ. Cái con tàu phóng lên nó quá nhỏ so với cái trạm vũ trụ anh em ạ. Tàu Tycoon. Tycoon. Khó đọc vậy. Nếu mà nhìn đoạn trailer giới thiệu này, anh em nghĩ có lẽ khi mẹ nghĩ là mẹ nó sẽ là một cái tựa game mẹ nhập vai vào một nhân vật nào đấy, xong rồi mẹ anh em trải nghiệm trong cái tàu ngầm, nhưng không, đéo phải đâu. Con tàu Ethoi, tàu Ethoi, nhìn nhầm với chữ E này. Thông điệp gửi tới các thành viên, chào mừng lên. Cái tàu Tycoon này là của cái tập đoàn hàng không vũ trụ Dolo. Mình tưởng đây là sẽ là cái cửa vào lốc vào khu vực đó, nhưng mà không, thì đây nó là cái khu vực này luôn đấy. Mẹ nó nằm mà nó nằm kiểu mẹ vòng tròn luôn đấy. Ui, chất lượng thế nhở, mẹ nói nhiều thế. Ok. Thằng một chuyên gia, và nó sẽ giới thiệu cho mình cái nó là trưởng nhóm của cái tập đoàn này. Giới thiệu này. F1, F2, F3 của mẹ. Nội thất, ngoại thất, hệ hành tinh. Cái này là điều khiển máy ảnh này, tòa nhà. Đấy, nhiều lắm, nói chung là ngồi đọc này thì ôi thôi anh em vào trải nghiệm luôn nhá. Có nghĩa là tự tìm hiểu thì nó hay hơn là cái việc anh em cứ ngồi đọc. Làm theo cái nhiệm vụ này có lẽ là sẽ biết này. Nó quá cánh. Em thử nhá. F1 này. F2 này. Nó sẽ có nhiều hành tinh đó. Đây này, đúng rồi. Đây cái trạm vũ trụ của mình ở đây. Ok. Sẽ giảm nhỏ một chút cái nhạc xuống nhá. Cái đặt đây. Âm thanh. Đấy. Ok,
chúng ta sẽ bắt đầu gì đây mẹ. Đây nó sẽ là cái chắc là các loại tài nguyên ở đây là sắt này, hợp kim này, carbon này, poly các kiểu bla bla. Tòa nhà không được kết nối. Đây chắc xây dựng một xưởng. Cho phép xây dựng một tòa nhà bên trong chứ không bằng cách gửi mail đến các công trình. Mình có thể xây bất kỳ, mình để tưởng nó phải xây ở trong cái đây những cái khu vực này nó có rồi. Hội thảo cái này nó dịch nó có thể là tại vì là cái bản dịch này thì bản nó dịch bằng Việt Google dịch nên là anh em Google Translate nên là có lẽ nó sẽ không kiểu không sát được đâu anh em nhé. Với mình thì nó là thế là quá đủ rồi. Cho phép xây dựng một tòa nhà bên trong bằng cách gửi công trình. Ok, tiếp tục. Cái này là small, cái này là kho này, lưu trữ này, chắc chắn là kho rồi. Mình cứ quên làm chuột phát nó lại trượt ra ngoài anh ạ. Hợp lý thực sự luôn đấy. Công nhân cần thiết để chạy 4 chuyên môn xây dựng công nghiệp, sử dụng năng lượng. Tòa nhà không được kết nối với kho dự trữ đang hoạt động, được gắn cho hợp kim. Xây dựng này, không gian này, nhà máy này, phòng thí nghiệm công nghệ này. Xây dựng tàu khai thác. Rộng vãi cả biểu này thì xây ở đâu trời. Xây chất lượng cái nhà xây thêm luôn anh nhỏ. Có lẽ là mình sẽ cần phải cái có cái hợp kim này, hợp kim này đây mình sẽ cần cái hợp kim. Quản lý dân số này, quản lý tài nguyên này, chính sách hệ thống này, công nghệ. Cái này xây khu cho phi hành đoàn này. Một tài nguyên chưa được chọn trong kho dự trữ. Chúng ta sẽ xây một con đường nữa. Ok. Nhấp vào biểu tượng hợp kim phía bên trên nguồn cung cấp để thu thập tài nguyên. Đây chơi nông trại mẹ à. Sẽ tích ngay, em sẽ tích vào đây để kiểu thu hoạch ấy khi mà nó hiện lên này. Thu thập 40 hợp kim. Ok rồi. Đây mình sẽ xây những cái con đường để nó đi từ đây đến khu này khu kia ấy. Ok, tiếp tục nhá. Nối các khu với nhau đây nhá. Gần như là nó đã đây. Nhưng nó sẽ phải cần thêm một cái đoạn này nữa. Đúng. Nó không kiểu này. Thì không chơi kiểu ăn gian này anh em ạ. Chơi kiểu
Forces lead data scientist and member of the MARDEC Council. My department have just completed final synchronization. Đây, sẽ thêm đây nhá. At our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. Đây, cái này phun khó. Will filter all data collected and bring to your attention. Phun. Sẽ thêm một cái. Provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. Đây là nó giống như cái, thực ra ở đây nó giống như kiểu cái mỏ tài nguyên đấy. Ở những cái này là do cái công ty chuộc quá, nó nhiều quá. Đây. Đấy, mình sẽ phải xây thêm con đường này thì nó mới ra đây được này. Đấy, anh em hiểu không? Chứ không kiểu xây nối vào đây, nối ra đây được đâu. Không, nó không chơi kiểu đó đâu. Easy. Đây, nối tiếp con đường này ra đây. Đấy, chúng ta phải nối hết ra đây à? Đấy, mình sẽ thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Đấy. Đấy, những cái đoạn này mình sẽ phải xây ra ngoài đây nữa. Nó không cho kiểu nó chưa kết nối được ấy. Thế mà còn không kết nối nữa thì kiểu mẹ thì mới kết nối được nhỉ. Ok, mình sẽ kết nối thêm chưa. Đấy, cái này mình kết nối được rồi này. Nhưng mà sao cái này nó không được nhỉ? Nó cũng đi qua con đường này mà. Đang hiểu cái gì? Xây dựng tàu khai thác, tàu chở hàng và tàu khảo. Ui, đây này, là cái tàu đây này. Ưu tiên cao, mình sẽ ưu tiên xây dựng cái tàu này nhá. Cái tàu này có lẽ nó sẽ di chuyển đến được khu vực khác. Ở đây là nó giống như cái điểm của người dân. Này cái mẹo gì đây? Sự kiện tiêu dùng 20 đơn vị điện, pin, điều kiện, tối ưu.
giải quyết sự kiện ăn uống chung tại hội thảo trong khu vực 1. Đây, đây là cái sự kiện này, đảm bảo đặt công trình xây dựng mesh. Cái này làm sao kết nối trời, hay là phải đúng hướng của nó à? Cái thật là có một số chỗ kiểu nó vẫn báo chưa kết nối, tôi cũng không hiểu sao lại gọi là kết nối nữa. Nhà này sắp xong rồi, sau này nó sẽ còn nhiều loại thành viên lắm. Quản lý dân số, đây là dân số này, đang 85 dân số khu vực 1. Nó sẽ có nhiều khu vực đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó giống như kiểu 6 vùng khác nhau này này, hai bên này này, nhưng mà nó chưa được mở ra. Bảo quản thực phẩm nó sẽ có một khu vực đây, chỗ cài thực sự cái sẽ nối cái đường này ra đây luôn. Làm đây thì hợp lý hơn, nó sẽ vuông vắn cái miếng đất ở trong này để sau này mình có thể xây dựng thêm ở đây ấy. Này nó vẫn chưa được kết nối. Nó chưa được thì kết nối. Không được, không được. Nó sẽ phải đi đường kiểu vòng vòng này.
Ba cái này nó cũng chưa được kết nối ấy. Nó hiểu cái gì nhỉ? Hay là phải xây cầu vòng này. Tòa nhà phải kết nối với kho dự trữ đang hoạt động được chỉ định. Đây. Này đang xây dựng. Mấy cái này nó vẫn chưa cho kết nối này, không hiểu làm sao gọi là kết nối nữa. Mình xây cái đây rồi, mình cũng xây thêm cái này nữa. Ba đạo ạ. Tưởng đây là chỗ vào anh em ạ. Nó nghĩ đây là mẹ nó là cái nó là cái này luôn. Cái khu vực phóng thiết cái kiểu tàu, quản lý tàu á. Mấy cái này thì nó hết tài nguyên này. Hết tài nguyên nó xóa nó mẹ đường đấy chứ còn mẹ gì nữa đúng không? Ok. Ý là kiểu sau một thời gian khai thác thì nó sẽ hết tài nguyên đấy. Nó hiểu sao vẫn chưa thể kết nối được với cái nhà này. Mình sẽ xây xung quanh ấy. Này được chưa? Đây, này, ông này cũng sẽ đến nhà bác học này, nó sẽ đến nó sửa cái máy này. Nó kết nối này xem có được không nhá. Vẫn không được. Không được. Hiểu sao mới thể có thể kết nối được với cái chỗ mỏ tài nguyên này. Ở đây chỉ cần thế này thôi là nó kết nối rồi. 15 cư dân rồi. Chơi hoài ở đây thôi, không hiểu gì luôn. Cái này nó cũng báo không được kết nối này. Nói chưa?
hiểu sao mới gọi là kết nối. Đây kho đây này. Này có thể nâng cấp được không nhỉ? Anh em trong đấy nhá. Mình sẽ xây thêm hai cái khu chứa cái hợp kim này. Này này khu lấy cái tài nguyên này để có thể để chế tạo cái này này, nhưng mà sao không lấy được cái này ạ? Hình như là nó chưa cho lấy, hay là mình phải xây một cái gì đó nó mới cho lấy cái này. Quản lý hạm đội, dân số này, nhà máy, bệnh xá, khu phi hành đoàn, nhà máy, phòng thí nghiệm. Xây phòng thí nghiệm luôn, xây phòng thí nghiệm này to quá luôn. Đây sửa cái đường này một chút, xây cái phòng thí nghiệm ở đây anh em nhé. Sau đó là làm lại con đường này. Xóa bớt cái đường này đi. Rồi, nhưng mà mình phải ấn thu hoạch ở trong cái khu, có nghĩa là mình sẽ chọn cái loại tài nguyên để mình thu hoạch ấy. Ví dụ ở đây mình sẽ không thu hoạch cái này, mình thu hoạch cái này thì nó sẽ bắt đầu chạy ở đây. Hiểu rồi. Mình sẽ từ cái này mình sẽ thu hoạch cây đi. Thu hoạch thức ăn. Cái này thu hoạch thức ăn, cái này là hợp kim. Còn cái này là cái gì đây? Nó gọi là polymer. Cái này là polymer. Có nghĩa là mỗi một cái nhà máy này mình có thể chọn thu hoạch cái gì đó, cái kho này, để nó sẽ tiếp nhận cái lương thực thực phẩm đó. Hiểu rồi, cơ bản là hiểu rồi đấy. Cái này sẽ cần nó đang trong thời gian xây dựng. Đây nó có một cái tour nhanh này, bản đồ hệ hành tinh này. Giải thế, ai đọc nhỉ? Cho 100 thành đoàn ăn bằng xanh. Bây giờ mình xây thêm nhà cho phi hành đoàn đi đúng không? Nguyên này nó sẽ hết đấy, nó sẽ có một cái thời gian hết thôi. Đây cái này nó vừa khai thác được có tí nó lại hết đấy. Cái này mình hết, mình bỏ luôn con đường này đi nhá. Ví dụ như con đường này nó chẳng dẫn đi đâu mà. Đây rồi. Cái gì đây? Tàu khai thác. Mình đang chế tạo một cái tàu khai thác mà.
phải xây một cái gì ở ngoài đây à? Đây có xây được cái gì không nhỉ? Nó đang là nó đang thiếu điện, mất điện này, quá tải này. Đây mình đang ngắt điện cái khu bên này thì cái này xây thừa thì là xây thừa anh em ạ. Mình xây đây cái này lúc đầu nó đã cho cái này rồi nhưng mình lại xây thêm ở đây. Đây nó sẽ có cái 13 điện này, 13 đơn vị điện này. Một hộp kim được cái này là bạn nghiên cứu cây công nghệ. Mình sẽ điều tàu khai thác đi, mình sẽ điều tàu khai thác đi khai thác mấy cái loại này sắp tàu chở hàng. Ok hiểu hiểu lại đi à. Mình vẫn chưa hiểu làm sao để có thể nâng cái âm cái công nghệ này nó có điểm không? Để đây xây dựng vào đây có thể đây thể là mình chưa nâng cấp lên rồi chưa nâng bên ngoài đâu anh em ạ. Mặt trăng này thì có tàu khoa học thì mới lên rồi. À, này tài nguyên này
nếu mà di chuyển Titanium về đây để lấy tài nguyên có được không nhỉ? Chưa di chuyển được à? Cái này phải có tàu khoa học sở hữu một khoa khi mẹ mình xây cái này phí phạm vãi. Cái này mà khi mà mình full kho thì nó sẽ dừng này, hình như nó sẽ dừng, nó không khai thác nữa đâu. À, đây, hiểu, mình sẽ điều cái tàu này đến mặt trăng. Đúng không? Đây rồi anh em ơi. Nếu mà đúng. Đấy. Đây là cái sự kiện này, nó đang tìm hiểu ấy. Nó đang khai thác cái sự kiện à, cái nó có một sự kiện ở mặt trên mặt trăng, nó có một sự kiện lỗ hổng nối hết cái quái trời quỷ trời đất gì đấy, mình đang khai thác cái sự kiện đó. Còn ở trong này thì lúc đó thì mình sẽ chẳng có tác dụng mẹ để làm gì cả, mình chẳng xây cái gì nữa. Cái này thì nó này sau này mình sẽ nghiên cứu được, nhưng mà mình cứu này khoa vào tài sản chiếu cái thám hiểm mình sẽ đi thám hiểm thì nó sẽ được cái điểm khoa học này, và cái điểm khoa học này nó sẽ để nghiên cứu. Còn những loại này thì là những loại tài nguyên rồi, mình sẽ phải đi tìm, chắc là sẽ đi tìm các hành tinh, hoặc là sau này nâng cấp lên thì mình sẽ có được. Đang tiến hành hack. Mình chỉ phải đợi thôi. Đấy, cái này đấy, anh em thấy không? Nó tăng cái điểm khoa học lên rồi. Đây, mình sẽ đi thám hiểm cái các kiểu này. Nó chỉ giao hành tinh thôi à? Chứ không hệ thế nào? Thái dương hệ. Trời có được không? Những cái nào mà nó có cái ô này lên ấy thì mình sẽ đây, mình sẽ xem cái sự kiện này. Nhóm của liên hệ sẽ tháo dỡ căn cứ và chuẩn bị các tài nguyên hữu ích để khai thác. Mình sẽ khai thác được trên mặt trăng à? Hay sao? Không rõ lắm rồi. Cái này là máy quét cái khu vực tài nguyên đấy. Hạm đội này chưa kết vào được, mình sẽ cần đợi hết cái
cái tam này. Hiện tại mình đã có 78 công nhân. À, trong lúc đó mình có thể chế thêm tàu khoa học không nhỉ? Chế được chứ đúng không? À không được, không được. Nhưng mà nếu mà thêm một cái trạm này thì mình mất điện anh em ạ. Ừ, không đủ điện, đúng full đủ. Cái này nó cần 14 điện cơ. Mình âm mẽ 2 điện thì mất con này ăn trạm điện của trạm luôn. Sắp xong rồi. Tôi không rõ là mình có thể xây được cái gì ở đây không cơ. Tôi cũng không rõ là ở cái màn hình này thì có xây được cái gì không. Một khoa cái là bắt buộc với một cấu trúc bên ngoài thì nó... Có lẽ là sẽ sau này sẽ xây được cái gì ở đó ở cái khu vực này. Nhưng mà không phải bây giờ. Carbon này, silicon này, điện tử, cái bảng mạch này. Ờ, cái này hydro này, chất thải, băng, thức ăn. Cái này mẹ mình lấy được 30 hợp kim với lại 90 cái điểm, 90 cái lọ, 90 đơn vị nghiên cứu này luôn anh nhỏ. Về xây thêm cái này hợp kim. Mình không bỏ cái này thì bọn kia ở ngoài kia nó có lấy được cái hợp kim về không nhỉ? Hiểu luôn đấy. Hay là nó sẽ chở theo cái à không, nó sẽ chở theo cái hạm đội này về. Đây 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 anh em hiểu rồi. Nó sẽ theo cái tàu chở hàng này lại đem cái hợp kim nó về đây đây. Easy. Hiểu rồi. Đem hợp kim nó về. Còn cái điểm này thì nó cộng trực tiếp vào luôn. À, nó sẽ cộng trực tiếp vào luôn. Đây, sau này có điểm thì mình sẽ nghiên cứu. Bây giờ mình đã nghiên cứu được rồi này. Nghiên cứu. Đâu nhỉ? Đây, cái công nghệ. À, nó chưa cho nghiên cứu. Hay là tại vì cái tàu này chưa về. Có lẽ là cái tàu đó phải về thì một tuần mình chưa chọn. Cái tàu đó phải về thì mình mới nghiên cứu được. Pin mình cũng chưa có pin, nước mẹ nó nước cũng không có nước luôn. Đầu đầu nói chung là cơ bản là hiểu rồi đấy anh em ạ. Mình sẽ đi làm những dốt này xong nghiên cứu ở đây này, nghiên cứu đây này, nâng cấp thêm này, điện đón các kiểu, xây dựng cái trạm vũ trụ này. Nên đừng để cho nó mẹ bùng chiếu là được, vỡ nợ. Đừng để cho nó mất điện với lại các kiểu không đủ cái tài nguyên cũng như để duy trì trạm mà được. Ok, các bạn hôm nay clip kết thúc đây rồi anh em nhỉ. Hẹn gặp anh em ở trong cái clip tiếp theo ở trong series cái game nó gọi là cái tên gì đây, CEO gì đấy, trạm hành tinh. Ok, anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và để lại cái bình luận góp ý phía dưới để ủng hộ mình nhá.
và tiếp theo đón xem tiếp những cái clip tiếp theo về cái tựa game này cũng như các tựa game khác trên kênh của mình nha. Ok anh em.